xin hỏi anh là ai? Có hai ông bố sao bạn chúc anh nhé mọi người. Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Ngày 6 tháng 8 năm 2013, nhiều người xuất phát từ Sài Gòn đi Long An. Có người đi xe gắn máy, có người đi xe buýt, có người đi xe hơi. Hôm nay, công an chạy theo xe của VRNS vừa bằng xe gắn máy và vừa bằng xe hơi. Đi Long An, có người mong đến sự phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm hai sinh viên yêu nước là Đinh Minh Khe và Nguyễn Phương Uyên. Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Con được biết là cô vừa đặt chân tới siêu thị Co.op của thành phố Long An. Ngày hôm nay cô tới thành phố Long An với mong muốn gì, cô có thể cho biết được không ạ? Xin thưa là ngày hôm nay là ngày diễn ra cái phiên tòa phúc thẩm xử hai thanh niên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Thị Thu Nguyên. Cho nên là tôi từ rất là xa và cố gắng bắt xe đi suốt trong đêm qua để mà kịp sáng nay về đây để dự phiên tòa một lần nữa để xem là cái tình trạng mà vi phạm về pháp luật cũng như nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam và họ sẽ làm như thế nào. Dạ, thưa cô mong muốn gì trong phiên tòa ngày hôm nay? Cái mong muốn duy nhất của tôi là ở đất nước Việt Nam thì tình trạng pháp luật phải được thực thi và cái sự công bằng về pháp luật cũng như tôn trọng về nhân quyền phải được thực hiện, vì tất cả những cái việc làm của những em thanh niên này là một hành động yêu nước. Đó, chứ không có một cái gì nói là vi phạm pháp luật, nhưng mà nhà cầm quyền đã cố tình để mà xử lý như thế. Thì cái người dân họ thấy là rất là mất lòng tin và không còn cái sự tin tưởng vào luật pháp của quốc gia nữa. Nhưng cũng có người đi để phá, để đánh đập những người đi tham dự phiên tòa. Họ là công an, an ninh và những côn đồ do công an sai khiến. Cũng như phiên tòa xét xử các tù chính trị trước đây gọi là xử công khai, nhưng chẳng ai vào được trong tòa án. Hôm nay cũng vậy và còn tồi tệ hơn, vì thân nhân của hai sinh viên bị xử, không ai được vào bên trong tòa tham dự. Đây là thật sự lớn, đang rằng là con đó không được bước chân qua khỏi cái cổng được cái liên tòa ấy, bước vào trong cái phòng xử án. Thật sự là không biết một cái điều gì ở trong phòng xử án. Dạ, vâng, vậy thưa cô đã làm gì để phản đối lại cái việc bất công này của nhà cầm quyền ở bên ngoài tòa án? 7:30 đó là cái thời gian mà tòa án đã quy định trên cái giấy tờ đối với luật sư để mà bước vào phòng xử án. Ngay lúc đấy là tôi đã đi với luật sư Nguyễn Thanh Lương là người bào chữa cho Nguyễn Phương Uyên, cô là mẹ Nguyễn Phương Uyên, một người đại diện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, là đi cùng với đại luật sư Nguyễn Thanh Lương. Thì khi đến cổng thì họ chỉ giải quyết cho luật sư Nguyễn Thanh Lương được vào trong, còn riêng của mẹ Nguyễn Phương Uyên thì không được vào trong. Và lúc đấy thì tôi có hỏi là lý do tại sao không được vào gia đình, họ nói là không có lý do gì, bây giờ không có giấy tờ là không được vào. À, sau đó thì trong lúc rất là bức xúc, và trước đó thì cô có gửi một cái lá đơn gọi là đơn yêu cầu giải quyết tham dự phiên tòa đối với gia đình của một luật sư đem lên để trình lãnh đạo tòa án tỉnh Long An, và sau đó đợi bên ngoài trong lúc mà đợi thì rất là bức xúc, phải nói là hết sức là bức xúc và hết sức là tức giận với cái vấn đề mà tòa xét xử công khai mà nó không được vào, mà tất cả mẹ đẻ không được vào, không biết rằng đã nói rất là to tiếng và nói như thế này: tôi đã gửi đơn trực tiếp cho chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tôi đã yêu cầu nếu phiên tòa xét xử của tôi mà không xét xử công khai thì không nên xử, nếu là xử kín thì không nên xử, vì nếu xử công khai mà là xử kín thì tốn tiền của nhân dân và gây khó khăn, gây tốn kém thiệt hại cho nhân dân rất là nhiều. Vì thế tôi yêu cầu nếu xử kín thì không ưu tiên xử công khai, và như vậy là khi cô gào to lên thì an ninh công an xác phục khá nhiều mà xông vào để đưa đi đưa lên phường, xông vào đưa lên phường. Thấy cô đã phải nói là phải
chú ở bên ngoài phiên tòa thì chú cảm nhận như thế nào về phiên tòa hôm nay ạ? Thưa đài, là cái phiên tòa hôm nay là cái phiên tòa thấp lộ nhiều thấp lộ. Thì cái luật pháp Việt Nam, cái cha đạt lên cái luật pháp Việt Nam chắc chắn được. Phiên tòa đã thông báo là một là phiên tòa xử công khai mà chính gia đình của bé Uyên và cái các quần chúng nhân dân đến đây, họ hôm nay là ngăn chặn lại cái cánh cổng chính không cho mọi người vào trước sông như cái phiên tòa sơ thẩm hôm trước. Đó là cái quyền lợi của con người và nhân dân không được bảo vệ. Cái phiên tòa này là phiên tòa rất vô nhục. Và cái thứ hai, cái phiên tòa này không có một giấy báo, giấy mời từ cái các cơ quan của tòa án nhân dân để thông báo cho người nhà chuẩn bị. Và tôi rất là tốn kém công sức và thời gian của đồng bào và nhân dân đến đây mà không cho vào tham dự cái phiên tòa này. Tôi thấy là cái này là một sự lừa dối của một chế độ, một nhà cầm quyền chính quyền của Việt Nam. Tôi là dân oan Trần Ngọc Anh, tỉnh Bạn Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay á là xử ở Phương Nguyên và Nguyên Kha, thì hai cháu là hai đứa trẻ có một cái tinh thần mà dám nói lên cái sự thật về những cái bất công của chính quyền cộng sản Việt Nam này. Thì từ đó chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần của cháu là yêu nước, mà tôi đến đây để mà hoan ủng hộ và có một cái tinh thần mà hai đứa trẻ như thế. Thì tôi không ngờ á thì cái phiên tòa của chính quyền cộng sản Việt Nam này nó là phiên tòa không khai, như thật sự là họ không có tham không khai chút nào, họ không cho người, thậm chí người nhà của Phương Nguyên và Nguyên Kha họ còn không cho vô dự nữa. Cái đấy là quá quá bất công. Những người Bắc Trung Nam với đầy đủ quyền của công dân của mình đã không được thi hành quyền của mình ngay tại nơi tòa án nhân dân tối cao xét xử. Một chỉ báo cho nền tư pháp đã bị ngã gục. Trả tự do cho người yêu nước. Trả tự do cho người yêu nước. Công an bắt người, đánh người, cướp của người. Công an đã trở thành lực lượng gì đây? Không còn là lực lượng bảo an cho dân nữa sao? Từ trong tòa án, luật sư Hoàng Huy Sơn ra khỏi tòa án. Ông cho biết lý do mình không tham dự được phiên tòa. Ngày hôm qua khi tôi trao đổi với Phương Nguyên, thì tôi nói rằng là cái vụ án này, tại phiên sơ thẩm thì cái bản chất của vụ án hay sự việc của nó thì toàn xã hội cũng đã biết rồi, không có cái gì là mới cả. Và tôi là luật sư, nếu tham gia ở phiên tòa phúc thẩm thì tôi cũng chỉ có cái quyền có thể là bảo vệ cái thứ nhất là cái quyền lợi của dân chủ, và cái thứ hai là tôi phải bảo vệ theo pháp luật thôi. Và cái quan điểm của tôi nếu mà tham dự phiên tòa phúc thẩm thì tôi cũng vẫn giữ nguyên cái quan điểm như phiên tòa sơ thẩm, tức là Phương Nguyên không có tội, và tôi cũng nếu mà tôi tham dự phiên tòa phúc thẩm thì tôi sẽ đề nghị là hội đồng xét xử là trả tự do và đình chỉ vụ án đối với Phương Nguyên. Và tôi cũng có nói với Phương Nguyên rằng là cái quan điểm của tôi nó sẽ là như thế, nên có thể nó sẽ không có lợi cho Phương Nguyên trong cái phiên tòa phúc thẩm, nên Phương Nguyên có quyền có thể là từ chối luật sư khi mà ra tòa, tại vì luật sư thì không có quyền từ chối thân chủ. Nên tôi khẳng định rằng là cái việc hôm nay Phương Nguyên từ chối hai luật sư là không có gì bất ngờ đối với tôi, và không có gì bất ngờ đối với luật sư Nguyễn Thanh Nương. Như vậy, Phương Nguyên và Nguyên Kha sẽ là luật sư cho chính mình. Hai bạn trẻ sẽ phải đối đầu trực diện với những quan chức ngành tư pháp lão luyện trong sự khép tội theo chỉ đạo. Những người yêu mến Phương Nguyên và Nguyên Kha thật sự lo lắng cho hai em. Họ lên tiếng. Và đặc biệt là các phiên tòa chính trị,
là nó mới vô mà tính chất còn đấy là diễn thôi. Và có lẽ rằng diễn thì là hôm nay là cái tòa này là cái đỉnh cao cái chỗ là người ta vận động để bị cáo từ chối luật sư, và luật sư cũng nghĩ rằng là sự có mặt của luật sư thì cũng không có tác dụng gì so với kết quả phiên tòa, là cũng chỉ nghĩ rằng là có luật sư có bảo chữa, có tranh luận tranh tụng này khác thứ là cũng chẳng qua là chuyện án là người ta đã quyết định, tức là hay người ta hay gọi toàn gọi là cái bằng mặt đã qua mặt là bây giờ có phiên tòa công khai mà chỉ có bị cáo với lại thì hội đồng xét xử và công tố viên thì gọi là cái gì. Đến giờ nghỉ trưa, tin tức từ trong tòa đưa ra cho biết viện kiểm sát đề nghị Phương Uyên y án với 6 năm tù giam, Nguyên Khe chỉ bị đề nghị 4 năm đến 5 năm, ít hơn nhiều so với án sơ thẩm. Sau khi nghe tin này, bà nhung xỉu. Mọi người không ai chấp nhận điều viện kiểm sát vừa đề nghị trước hội đồng xét xử. Mọi người muốn tòa phải thả ngay người vô tội. Đoàn người không ngồi yên nữa mà đứng lên đi với nhau, đi bên nhau hô to. Công an sợ hãi làm hàng rào ngăn đoàn biểu tình yêu nước đang tiến đến về phía tòa án. Không đến được tòa, nhưng dân Long An lần đầu tiên được chứng kiến cuộc biểu tình. Qua những hình ảnh này, người dân Long An bắt đầu biết không phải những gì nhà nước nói đều đúng, và nhất là trong tòa án ở xa kia, có những người đang phải bị chịu những bản án ai sai. Bao giờ Việt Nam chưa có tự do, dân còn mỏi mòn chờ đợi công lý. Có kết quả rồi, Phương Uyên được trả tự do, chúng ta chiến thắng, dân Việt Nam chiến thắng. Okay, rất là vui mừng và tuyệt vời. Đây có thể giống như là một phép lạ mà mình không thể là tưởng được. Cảm giác của em rất là vui, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Xin thưa quý vị, bây giờ là 6:10. Chúng tôi đang ở trước trại giam công an tỉnh Long An để chờ bé Uyên, Phương Uyên làm thủ tục cuối cùng để ra khỏi trại giam. Chúng ta vui mừng đón nhận tin vui này và khẳng định chân lý rằng công lý sẽ chiến thắng. Bé nhỏ, hiền lành, nụ cười tươi là những hình ảnh đầu tiên của Phương Uyên được mọi người nhận ra sau hơn 10 tháng bị cầm tù ăn sai. Đến nay, dân Long An sẽ hỏi nhau có bất công ở chỗ mình lâu nay sao mình chẳng hay. Mong cho cô bé ấy được sáng mãi. Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đam mê. Xin hỏi anh ơi, ngăn bước tôi trong giấc mộng mãi sâu. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nóng dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu. Nhiều ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm.